mình sẽ mua crayon màu vẽ ở Poundland. Thì Poundland là một trong những tiệm mà bán tất cả mọi thứ chỉ với một pound, một bảng Anh. Và một số thứ khác thì sẽ mắc hơn một tí, nhưng mà những cái nào không để giá thì sẽ là một bảng, còn những cái nào mà để giá thì sẽ là giá của cái mà đã niêm yết. Tại thì mình đang đứng ở bên trong cửa hàng rồi đây, các bạn hãy theo chân mình để biết được ở Poundland có những gì nhé. Where's the crayon? I don't know. Must be somewhere. What, you seen them before? Oh, we got crayon here. What about this? That's really good though. Yeah, they're not crayons, but it's up to you, whatever you want. Yeah. I'm gonna buy two. Oh, this is crayon. Yeah, they have crayon. Oh, by two. Okay. My drawing. I'm all good. How? Let's see if I've got any Pepsi. Got it. £2. Sau khi mình dẫn các bạn đi một vòng ở Poundland thì chắc các bạn cũng đã biết được Poundland nó như thế nào. Và bây giờ mình sẽ đến với chuyên mục khoe hàng giá rẻ. Thì đây là những thứ mà mình đã mua được ở Poundland với giá 1 bảng Anh. Có những món khác mình đã mua với giá 2 bảng cho đến 5 bảng, nhưng mà những món khác thì mình sẽ không liệt kê ở đây, bởi vì mình chỉ muốn liệt kê những món mà 1 bảng mà mình đã mua. Thì đây là bình nước. Bình đựng nước này mình thấy rất là tiện dụng. Bình này mình có thể mở nắp và cho fruit vào, và sau đó là mình make detox water. Mình rất là thích cái bình này và màu của nó rất là dễ thương. Và món thứ hai về gia dụng là cái cân này. Cân này rất là tiện nghi, mình có thể cân được đồ ăn mà mình ăn thường ngày. Và ở đây cái này cũng có cái mà ghi millilit để mình có thể đong được về dung dịch nữa. Một số món khác về độ gia dụng là cái này. 2 ly đựng nến này cũng là giá 1 pound. Và bình đựng bông của mình cũng có giá 1 pound. Cái này 1 pound không kể bông nha. Tiếp theo là lượng. Cái này cũng có giá 1 pound. Đây là những cái thứ về kitchen, là nhà bếp. Giấy gói, cái foil, một háo. Bịch này để đựng những cái đồ ăn mà mình không có ăn hết á, cái xong rồi mình sẽ đem qua một cái bịch khác mình để. Thì nó có sealable, tức là mình có thể dán nó lại. Thì cái này cũng là 1 pound. 1 pound này có 60 cái bịch nhỏ. Tiếp theo là cái thau này. Thau này thì mình thường làm bánh và làm những món khác, cũng có giá 1 pound luôn. Bên cạnh đó mình mua được cái gương ở bathroom cũng 1 pound. Cái gương này cũng 1 pound. Tiếp theo là giấy làm bánh cũng 1 pound. 1 pound này mình mua được 10 mét giấy lận. Tiếp theo là khay làm bánh cũng có giá 1 bảng luôn. Một cái tray khác cũng để làm bánh, và một cái tray khác mình mua rất là nhiều thứ ở Poundland. Thật sự mình thấy Poundland giá rất là ok để đi mua đồ cho những bạn muốn mua đồ rẻ ở bên này. Nhưng chất lượng thì rất là tốt. Thật sự là nhà mình sử dụng rất nhiều cái về đồ của Poundland và rất là tốt. Thì mình cũng có aloe vera butter cream. Cái này để bôi cho da khỏi khô. Làm từ nha đam. Giá này cũng là 1 bảng cho một hộp này với dung tích là 220ml. Tiếp theo mình cũng có hai vỉ pin này. Pin này 1
thao một block như thế này thì một block sẽ có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Một block này thường sẽ có 10 cái, nhưng mà block này được khuyến mãi cho nên có 11 cục pin. Ở bên block này cũng vậy, 11 cục pin nhỏ hơn cũng có giá 1 pound. Rất là tốt phải không? Đây mình rất là thích nến thơm ở trong nhà, cho nên những cái nến thơm như thế này. Một vỉ này thì có 24 cái viên nến nhỏ, và với giá là một bảng cho 24 viên, 30.000. Rất là ok luôn, mùi rất là thơm. Tiếp theo là mình có cái hũ đựng đường hoặc là đựng trà. Nói chung là cái hũ này thì có giá là một bảng luôn. Đây, màu vẽ hai cái này mình mua mỗi cái một bảng. Đây, mình thấy cái này rất là rẻ. Mình có một cái bàn chải và một cái kem đánh răng của Choco là than, cũng với giá một bảng, hai cái này một bảng. Và những đồ mà mình sử dụng trong hàng ngày, đây nước súc miệng Oral-B một bảng, dầu gội Head & Shoulder cũng một bảng luôn, với dung tích là let's see, why did I even say it, 250 ml, 30.000. Đây là cái mà deodorant để xịt khử mùi cho con gái, cái này cũng mua được giá một bảng. Những chỗ khác thì bán mắc hơn, nhưng mà mình mua được ở trong đây với giá một bảng thôi. Và mùi này rất là thơm, mình rất là thích mùi này. Mùi này là mùi Lotus and Watermelon, my favorite. Đây là cái để xài làm cho cái bubble bath, tức là khi mà mình tắm, bồn tắm mà mình muốn có xà bông bong bóng xà phòng, thì đây là bubble bath shower gel. Thì cái này với giá cũng là một bảng thôi, và một bảng với 400 ml. Design rất là dễ thương và rất là thơm nữa. Cái này thì mình mới mua được ngày hôm kia. No drama llama 400 ml luôn, mùi rất thơm và thật sự là mình rất là thích cái này, mình rất là ưng cái này luôn, chỉ với giá một bảng. Thì bây giờ đang có một cái deal thì mình vô trong đó mình mua được sữa tắm này với giá một bảng. Sữa tắm này là mềm da, tắm xong da rất là mềm và không bị khô, và nó có mùi coconut. Design rất là dễ thương và cái này là limited, cho nên bình thường sẽ không có những con llama này. Đây, bath bomb. Cái này một lock với ba cái bath bomb như thế này, unicorn bath bomb, một bảng luôn. Có tea tree oil, tinh dầu tràm trà, thì cũng với giá một bảng. Đây là cái hand cream mình mua được của Nivea, cũng với giá một bảng. Một cái khác của Nivea là makeup removal, cũng một bảng luôn. Đây là cái sponge để mà mình chà khi mà mình tắm người, cũng với giá một bảng, rất là dễ thương. Đây, nói về thuốc thì ở trong Poundland người ta cũng có bán thuốc, rất là nhiều loại thuốc khác nhau. Thì đây là những cái thuốc mà bình thường người ở bên này sẽ sử dụng để khi mà bạn bị đau đầu, hoặc là nói chung là đây là thuốc giảm đau. Một cái này một bảng. Một bảng này thì có 16 viên, 16 tablet. Ok. Thì quên mất. Trong đó cũng có bán một số đồ khác như là socks, hat, clothes, toys được chơi, và cũng có bán đồ ăn nữa như là nước ngọt, bánh trái thì các bạn đã nhìn thấy trong đó rồi. Hai đôi vớ giữ ấm này với giá một bảng, hai đôi. Thì đây là tất cả những thứ mà mình đã mua ở Poundland, và mình cũng có mua rất là nhiều thứ khác nhưng mà không có ở đây. Nhưng mà show cái này cho các bạn biết để các bạn biết là giá của Poundland rẻ như thế nào. Các bạn nghĩ sao về giá này? Theo mình thì mình thấy nó rất là ok để mua những cái đồ rẻ, nhưng chất lượng thì không hề tệ luôn. Mình cảm thấy so far những đồ mà mình đã sử dụng rất là ok.
Thì đó là video của ngày hôm nay. Comment cho mình biết các bạn nghĩ như thế nào về Poundland nha. Và nếu các bạn có những câu hỏi nào khác thì đừng quên cho mình biết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn về video tiếp theo. Bye bye.